Tại vì Phật có dạy là không làm khổ mọi người mà không làm khổ cho mình. Thì những cái lời nói mình mà làm cho bà con á, suy nghĩ đau buồn khổ sở, thì cái đó là cái nghiệp lớn của mình. Cho nên đối với cô Năm, đối với những vị khác là khác, đối với cô Năm này. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con hôm nay hữu duyên con đến đây xin kính chào cô Năm. Dạ Phật. Dạ. Thì kính thưa cô Năm, trước thì đến hỏi thăm cô Năm để chúc sức khỏe cô Năm. Và sau nữa thì cũng có một người cô ở Vĩnh Long kính gửi cô Năm là 2 triệu để mình làm. Hôm bữa con cũng có kể cô Năm có làm biết ăn từ thiện với cô Năm. Thì cô đó cũng có cái lòng rồi xin ủng hộ là đưa 2 triệu để cô Năm làm tiếp ăn từ thiện với cô Năm. Cô đó tên gì không? Dạ cô đó xin được giấu tên, chỉ ở Vĩnh Long thôi. Dạ rồi con xin cảm ơn gì đạo Phật. Thì cô Năm nhận cái số tiền 2 triệu đồng của cô giấu tên ở Vĩnh Long. Cô Năm cũng xin gửi lời cảm tạ và chúc phúc cô luôn được sức khỏe, an lành, công việc được thành tựu để có nhiều người duyên để giúp đỡ cho bà con khó khăn ở nơi núi cấm, nhất là trong mấy cái sóc của người dân tộc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, mô Phật. Dạ thì trước khi con trao tịnh tài thì cũng có một vài anh em đến để nhờ cô Năm chia sẻ, thì cô Năm chia sẻ Phật pháp nha. Nam mô A Di Đà Phật. Lời thầy nói là năm dần, nhưng mà nói là không có đính chánh là thầy phải nói là năm bính dần hay là mậu dần. Yeah, nhưng phần. Mà chỉ nói nôm na để chi, để nhắc nhở bá tánh, nhắc nhở chúng sanh tu hành thôi. Nếu mình hiểu được cái cuộc đời thì nó có năm sẽ khổ, nạn đến thì mình biết để mình gắn bó chia sẻ sự tu hành, chứ cũng không có nói là đặc biệt là cái ngày giờ nào. Dạ, cho nên cũng có một số bà con lên mạng đó là xác định ngày giờ là hoàn toàn sai, bị thiên cơ là không có lộ. Dạ. Mà thiên cơ là chỉ hát thôi, cho nên cái việc mà mình làm á, cái gì nó phải có nắm ở trong cái cơ duyên của đạo đức, mà mình phải nói đúng vào cái giáo lý chứ không thì mà không bớt được. Thì năm dần thì ai cũng sợ rồi đó con cọp mà. Cô Năm ơi, thì cô Năm có thể giải thích cho con được cái chuyện này. Là con vừa mới xem báo trên đài cô Năm, thì ở bên Trung Quốc nó có hiện tượng là cái mặt cái bầu trời màu đỏ. Có phải là hiện tượng cho thấy là cái điềm báo khó khăn cho cái năm dần này không cô Năm? Cái đó nếu là Trung Quốc thấy là ở Trung Quốc sẽ chịu đó. Thấy quả của ai thì người đó gánh, chứ không phải mình nói chung hết được. Nếu mà cái nhân duyên của mình á, ví dụ như bây giờ mình thấy Phật thì mình có nhân duyên, mà có khi người đó không gặp Phật mà lại gặp ma. Bởi vì người đó thiếu cái phước duyên. Bị cái vô duy mà vô sắc vô tướng, nhưng mà nó có. Là do cái tâm của con người, là do cái ý của mình đó. Ở Trung Quốc mà thấy vậy là nước Trung Quốc sẽ khổ con, chứ không phải nước mình khổ. Dạ thì đó là một cái điềm báo thảm họa tới hai cô Năm. Cái hiện tượng xấu cho mà cái nước đó. Vậy là nếu mà vậy thì cho con thấy là bên bển là vừa có là màu trời màu đỏ nè, mặt trăng đen nè, còn bà Năm. Còn thêm nữa là con thấy vừa gọi luôn nè, là có cái dòng sông, giống như là một dòng sông máu vậy đó, xuất hiện ở Trung Quốc. Thật sự thì đó là thể hiện máu chảy thành sông. Mô Phật. Mặt trời đen tối thì lòng người đau thương. Mặt trời đen thì coi như lòng người đau thương. Dạ thưa cô Năm, thì bên Trung Quốc nó có nhiều cái cảnh khổ gì, Việt Nam của chúng ta nó có chịu ảnh hưởng gì không cô Năm? Cái chuyện đó thì trong thế giới thì nó cũng có ảnh hưởng, mà một phần nào thôi, là con không có nhận. Không có cái gì đáng để cho đất nước mình hết, mà cũng không có đáng cho đất nước khác nữa. Tại vì đó cái hiện tượng của đất nước, người nào thì người đó gánh. Cái thảm họa cho đó thì nhắc nhở vậy. Nếu mà bên Trung Quốc biết quay đầu, nó làm thiện, nó biết tu hành, nó không gây chiến tranh nữa thì thảm họa nó mới tới.
việc xấu mà anh làm xấu tức là anh đã tiến quá sự xấu. Còn việc xấu mà anh gạt được, anh không làm xấu tức là anh làm được điều tốt thì điều xấu nó lui. Dạ. Còn nếu anh cứ tiếp tục anh làm xấu nữa thì điều xấu nó đến. Dạ thì như lời cô Năm nói, đó là những điềm báo mà tai họa mà Trung Quốc sẽ hứng chịu sắp tới đây. Tại vì Trung Quốc thì nói chung ra cũng có người gian ta thì vô tội, nhưng nhà nước thì làm chuyện nó bạo ác quá cho nên phải hứng chịu hay cô Năm? Nhưng mà con ơi, dạ, tại vì khi mà cái đất nước đó đủ phước duyên á, thì gặp người lãnh tụ đó là một người đầy đủ đạo đức. Dạ. Giống như đất nước mình mà có Bác Hồ vậy đó con. Dạ. Là một vị thánh đức đó, hy sinh cho nhân loại, hy sinh cho chúng sanh, hy sinh cho dân tộc, cho đất nước, trấn an bờ cõi, bảo vệ là sự hòa bình, độc lập cho dân tộc Việt Nam mình. Thì một đất nước mình là có cái phước, cho nên cái một vị vua để đứng lên thằng đại diện bảo vệ cho đất nước mình là đủ tài, đủ đức, vẹn toàn. Thì cho nên dân tộc mình mới được giải phóng, như Việt Nam mình nhỏ bé mà tiền cũng không có, nhân sự cũng không có nữa, mà thắng được các nước. Yeah. Là do cái đất nước của mình, sự lãnh tụ của Bác Hồ là một vị thánh nhân xuống thế, cho nên cái quyền lực, cái vô vi vô pháp đó, nó sẽ có một cái đạo lực, có một cái quyền lực không thể nào mình nói được. Dạ, mô Phật. Không có cái gì mà để mình chứng minh được hết. Nhưng mà chứng minh ở trước mắt tại sao đất nước mình như vậy mà được hòa bình. Yeah. Vì á, Bác Hồ là một người đủ tài đức bảo vệ cho non sông đất nước, mới trấn an bờ cõi, mới bảo vệ sự hòa bình cho dân tộc được. Là đó một cái vị là lãnh tụ đủ phước đức. Thì con thấy cách làm của Bác Hồ á, cái gương nó, cái Bác Hồ ở đâu cũng học hết chứ, ở đâu cũng để. Các nước ở bên Tây á mà nó qua đó, đất nước mình nó về nó cũng vẫn nể bên đất nước Việt Nam là nể Bác Hồ. Yeah. Cái gương sáng của ông, cái tình thương yêu dân tộc của ông. Yeah. Nó, cái cách làm việc đại đồng của ông mà thành tựu, mà thắng lợi cho đất nước, cho dân tộc được hòa bình thống nhất. Mình là súng đạn mình còn phải nhờ Liên Xô Nga. À, kính thưa bà Năm, thì bà Năm ơi, thì con thấy đó, thì ai cũng nói là cái bước qua năm dần là sẽ khổ khó khăn. À, vậy thì có phải là khó khăn, cái khó khăn này là binh dần đó, là người ta nói là sủ đa bệnh, dần đa binh. À, sủ dần là binh, là binh, phải là binh chiến tranh thôi mà Năm, có thể cho anh con biết không mà Năm? Có nhiều cái binh, ví dụ binh âm là vấn đề bệnh dịch. Dạ. Là binh âm. Dạ. Còn binh hữu hình là chiến tranh. Dạ. Nhưng mà con ơi, tại vì thật sự ra thì cái năm dần này trên thầy tổ đón năm dần, nhưng mà không biết dần nào. Dạ. Mà năm nay thì hiện tượng là năm sủ là bệnh đau. Yeah. Bệnh đau thì ảnh hưởng về kinh tế, ảnh hưởng về sức khỏe, thì thấy có đó là suy đồi rồi. Thì có khi những người chưa phải là một vị chánh đẳng chánh giác, nương vào theo cái dấu này rồi thì nó cái ảnh hưởng, mà cái ảnh hưởng còn mình còn chịu ảnh hưởng trong cái năm rồi, cho nên năm nay thì nó vẫn còn mệt mỏi. Yeah. Nhưng mà hôm trước có một số huynh đệ lên nó nói về sấm giảng là quyết định tháng 4. Yeah. Rồi bây giờ hết tháng 4 rồi cứ quay ra tháng 6. Yeah. Mình làm gì chi cho bá tánh người ta là bất ổn, bất an. Rồi người ta không làm ăn được, mình mang tội nặng lắm. Bây giờ theo cái chuyện nó cũng đã xảy ra trước mắt là vấn đề bệnh dịch là cái năm sủ rồi con. Yeah. Thì năm nay bà con mình cũng còn ảnh hưởng về vấn đề kinh tế, vấn đề con người, sức khỏe nó cũng hao hụt rất nhiều. Có những người còn sống đây nhưng mà nhiễm bệnh là sức khỏe nó cũng bị hao hụt, nó cũng bị yếu đuối đi. Rồi một số người cũng qua đời đi thì cũng hao hụt con người cũng nhiều. Thì do vậy đó thì cái tình của cuộc thịt tình máu mủ của mỗi gia đình nó đều còn mang một cái tâm sự buồn. Công việc rồi kinh tế nó chưa có phát triển được là vì các nước chưa lưu thông được. Thì chuyện này nó thực tế như vậy, đâu cần đó đâu. Mà thì như vậy thì mình, chúng ta phải sống như thế nào để mình vươn lên, chứ không phải vì hoàn cảnh đó mà mình phải ngã gục. Yeah. Mình sẽ bị thiệt hại nữa sao con? Yeah. Không có, theo cô Năm nghĩ không nên nói một cái điều gì xấu nữa hết. Yeah. Bị về linh bất linh tại ngã,
mình làm cho con người suy đồi rồi không có làm ăn gì được, mang thêm một cái nghiệp lực, cái người nói ra mang thêm một cái tội. Cho nên cô Năm cũng gợi ý với tất cả các huynh đệ, anh em, cô dì, chú bác trên cộng đồng mạng, không vì một cái xấu đó mà mình phải nương vào, mình phải cắt nó đi để mình vững vàng, mình đứng lên để cuộc sống của mình hồi phục lại. Chứ không nên nghe năm dần năm sủ gì hết trơn á con. Bây giờ là những cái điều này mình nói lên đó là đã bất ổn cho mọi người, mình mất cái phước. Tại vì Phật có dạy là không làm khổ mọi người mà không làm khổ cho mình. Thì những cái lời nói mình mà làm cho bà con á suy nghĩ đau buồn khổ sở thì cái đó là cái nghiệp lớn của mình. Cho nên đối với cô Năm, đối với những vị khác là khác, đối với cô Năm là khác. Phải nhắc nhở bà con, nung đúc tinh thần, phải dũng mãnh lên, phải đại hùng đại lực lên để vượt qua cái cuộc sống mà tất cả cảnh đối cảnh. Mình phải vươn lên để cuộc sống mình được lành mạnh và bình yên, gia đình mình được hạnh phúc. Mọi việc gì nó qua rồi cho nó qua. Phật có dạy rồi, không có tương lai mà cũng không có quá khứ, chỉ biết sống hiện tại thì cuộc đời mình đó, nó mới vững vàng, tâm thức mình mới sáng suốt. Còn mình cứ nghĩ những chuyện phiền não lo âu hoài làm sao mà mình khỏe mạnh được con. Cho nên là năm dần thì nó có nhiều chuyện xảy ra, nhưng mà không nên làm cho bà con mình nó rúng động, làm cho bà con mình lay tâm, mà phải vận động, củng cố, ủng hộ bà con, phải mạnh dạn, mạnh mẽ lên, cứ lo làm, lo ăn. Chứ cứ nói đời tới hoài nghĩ làm ăn chết trơn à. Lo làm, lo ăn để cuộc sống mình được bảo đảm sự bình ổn và bình yên. Thì cô Năm nói cái chuyện năm dần thì ai cũng có sợ rồi, năm con cọp. Nhưng mà ăn thua mình nữa con, bây giờ người ta hả miệng mình không chạy tới sao ta cắt. Ta gượt mình rồi mình cứ đối đầu với người ta thì người ta phục à. Mình phải tránh đi, mình làm những cái năm thì năm dữ mà mình làm hiền cũng không nên làm dữ. Mình sống hiền, mình sống có đạo đức và mình sống có tình thương, mình sống với sự trang hòa đoàn kết thì vững bền, không có sợ năm nào hết đó con. Khi mà con người có được cái trí huệ thức rồi á, người ta sáng suốt lắm. Khi mà cảnh tới một chút người ta chết, giờ này người ta cũng có nụ cười an lạc, không phải lo gì hết á, mà cứ làm, cứ ăn, cứ vui vẻ để rồi sống. Năm dần dù cho cái gì nữa bà con mình phải cố gắng gắng tu. Thì quý vị cũng biết thầy cũng nói, nhưng mà không nói chính xác là dần nào. Thì bây giờ nó vô năm dần thì mình cũng lo sợ, thì quý vị cũng nên ráng tu hành để mình vượt qua những cái cảnh đau khổ, thiên tai, dịch bệnh và những cái cảnh gì nó đến mà không được an toàn, thì mình ráng hướng về con đường tu đạo để mình tạo được cái phước đức là mình sẽ an toàn. Quý vị cũng cố gắng, biết rằng năm nay nó vẫn còn tồn tại lại những cái sự đau khổ, những cái sự phiền não và kinh tế suy sụp của năm rồi vừa qua gì trong cái cơn dịch bệnh. Thì năm nay bà con mình cũng phải cố gắng vươn lên, sống khỏe, sống mạnh để cuộc đời của mình, gia đình của mình hạnh phúc, xã hội được bình yên. Thì qua cái lời tụi con nói thì cô Năm cũng khuyên bà con, khuyên huynh đệ gần xa, cô dì chú bác, con cháu xa gần cũng cố gắng, dù cho hoàn cảnh nào mình cũng phải là sống mà hùng dũng mạnh dạn để mình vượt qua với các cảnh. Quý vị biết rằng cái năm dần đó cũng là có nhiều cái cảnh rồi, tại vì không cần phải nghĩ tới đâu là gì, cái ảnh hưởng cái dịch bệnh vừa năm rồi mới vừa dứt thì năm nay làm sao mà không khổ con. Nó đủ cảnh khổ chứ. Mà các nước là cũng đang có chiến tranh, nhưng mà mình ráng tu tập, mình đủ phước báo thì qua được. Giống như con biết không, có nhiều người thắc mắc hỏi sao Đức Phật như đất Phật cũng như là ở Ấn Độ mà sao cái thiên tai của Ấn Độ lớn dữ vậy con. Tại đất thì Phật mà người không phải Phật, đất còn người phải mất đó. Cho nên thì không có cái gì khác đâu chú con, chúng ta phải cần nên tu và sửa sống cho tốt để mình bảo vệ được trường tồn được cuộc đời của mình. Đừng có lo lắng gì nhiều, mình khuyên bà con biết rằng năm dần nó vậy mà con ráng xúc tiến niệm Phật nhiều
và sống tốt với xung quanh, tốt với xã hội, là luôn luôn có trách nhiệm là con cháu của một gia đình nhớ ơn củ quyền thất tổ của mình, ráng lo niệm Phật tu hành, rồi sống chân chất để dạy con, dìu dắt con đi vào con đường chân chánh để cho gia đình có hạnh phúc và gia đình được sự an vui. Dạ, con rất là cảm ơn bà Năm đã cho con biết được sự thật là hiện tượng như vậy hay năm vàng vậy. Bà Năm ơi, thì những cái chuyện mà vừa qua giống như chiến tranh, dịch bệnh, thì có bà con ta nói là sợ bây giờ chiến tranh dịch bệnh tới rồi, cũng cặn tới cái hạ quân cuối đời rồi, thì tu kịp không bà Năm? Xin bà Năm hãy hít cho em cháu và cộng đồng mạng được biết. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Thì đây là cái lời nói thật tâm và thật lòng của cô Năm. Thì cô Năm chia sẻ với các con và cũng xin chia sẻ với bà con trên cộng đồng mạng. Ngộ nhất kiếp, tu nhất thời. Bữa nay mình tu mà ngày mai mình chết thì mình cũng đã vào cái cửa tu rồi. Giống như trong đời này á, trước giờ không có học, mà bữa nay làm học sinh của cái trường đó rồi, ngày mai có ra đường ta cũng nói học sinh của cái trường đó rồi. Cho nên á, cái điều đó lúc nào cũng kịp hết con, chỉ cần quay đầu nhất tâm thì sẽ thành tựu rồi con. Giống như bây giờ là cái người đó nói đi Châu Đốc mà một tháng rồi cứ lại núi Cấm Thẩm đây không à, còn con nó con đi Châu Đốc con đi liền, dù cho đi trước nhưng mà cũng trễ, là vì chưa đến đâu mà đã ghé. Còn cái người đi sau mà người ta đi nhanh là người ta sẽ tới, người ta sẽ kịp con, không có gì sợ là tu không kịp. Tu là nhất kiếp, ngộ nhất thời. Mong bà con ngày nào cũng nhớ cái đường tu là đã có tu rồi thì sẽ được hết, sẽ thành tựu hết. Kính thưa bà Năm, thì cũng có vài anh em, vài đồng đạo đặt hỏi con, những người mới tu với bà Năm, thì hỏi là Quốc Thành ơi, thì Quốc Thành có thể chỉ cho đại, cho chị, cho huynh cách tu như thế nào mà giống như là mau chóng, tại vì bây giờ đời cũng cặn quá đó bà Năm. Xin bà Năm hãy chỉ dạy cho em cháu và cộng đồng mạng được biết. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái cách tu của sự thành tựu và chứng đắc của những người cư sĩ tại gia, thì bây giờ đó là quý vị cộng đồng mạng ơi, mình nên dẹp bỏ cái tham sân si. Mình diệt được cái phiền não thì trí tuệ của mình quang minh, thì đường tu của mình nó là tu đó. Còn mình còn tham lam, mình còn danh lợi, mình còn sân si thì cái đó là đời. Mà mình diệt được những cái điều này đó là mình đạo, chứ không có phải là mình tu thành Phật thành tiên gì dễ đâu. Trước mắt là Niết Bàn tại thế, là tâm mình thanh tịnh đó, lòng mình an vui là Niết Bàn tại thế, còn đau khổ là địa ngục. Chứ không cần phải là chết tôi mới xuống địa ngục đâu, mà cũng địa ngục tại đây và Niết Bàn cũng tại đây. Nếu như khi mình hiểu, mình hành được thì nó sẽ trở thành hai đường, có đường cũng thành. Một đường thành ma, một đường thành Phật. Một đường trở về với ma, một đường trở về với Phật. Là chính do cái sự tâm lý của mình, tâm ý của mình thôi. Nếu mà mình hướng về con đường Phật Pháp thì mình phải nương vào giáo lý, mình phải nương theo cái lời chỉ dạy của Đức Phật và giáo lý của Thầy Tổ. Thì mình là con người, là cư sĩ, tại gia, thì mình sẽ thành tựu hả? Tại vì bỏ tham sân si thì đâu còn phiền não nữa. Mà bỏ hơn thua rồi thì cũng đâu có còn là sân si nữa. Thì những cái đó nếu mình diệt được thì đó là Niết Bàn tại tâm. Lúc nào gì ai chửi mình cũng thấy bình thường à, thì đâu có đau khổ. Ai có lấy của mình cũng thấy vui vẻ, mình cho à, thì mình đâu có phiền não. Thì tự nhiên cái tâm mình là nó bình ổn, là Niết Bàn tại thế. Không có việc buồn, không có vui, không có phiền não. Mình tu tập làm sao mình diệt được cái phiền não. Chính cái phiền não là nó là vô minh, nó làm cho con người mình sân si, cái buồn phiền hoài, không có khi nào mà mình vui vẻ được. Thì trong cuộc đời mà con người sống nó buồn bã thì như là địa ngục vậy đó. Còn con người an lạc vui vẻ thì như là thiên đàng. Đó là Niết Bàn với địa ngục thôi. Chứ đâu có đợi tôi chết tôi mới xuống địa ngục. Lấy gì chứng minh là anh chết anh nằm địa ngục đây? Nhưng mà phải chứng minh ở tại đây, biết nghe thấy có thật, nó sẽ chứng minh tại đây. Là một cái con người đi vào cái con đường nào nó phải thực tế. Chứ nói chết tôi mới thành Phật, chết biết làm sao mà thành Phật, lấy gì chứng minh? Tại đây tôi là Phật tại đây nè. Sống tốt hết ai cũng nói là trời ơi,
cái cô đó, cái chú đó là Bồ Tát tại thế đó nha, giúp đỡ người ta, không lo cho người ta, không mà không có tính lợi. Rồi có cái người nhẫn được thì ta nói ông nó hiền như Phật vậy, là ở xóm tròn là ai chữ cỡ nào ông cũng làm thính nóng như Phật vậy đó. Thì chúng sanh là Thế Tôn, tôn cho Thế Tôn, là chúng sanh tôn mình đó, là thế gian đó tôn mình. Lúc đó là mình chứng đắc hay không, và mình con người thế nào tại thế người ta biết. Con thấy ai không giữ á, nó trời ơi bà nó giữ như quỷ vậy đó. Yeah. Đúng không? Dạ. Yeah. Mà người ta hiền quá, cái con ấy trời ơi hiền như Phật vậy đó, ổng nhẫn lắm luôn á, ai chửi ai cỡ nào cũng vui vẻ bình thường à, cái nó mặt vui tươi hiền hòa nhã nhặn, có gì bằng đâu con. Cỡ nào cũng phải vui, cỡ nào cũng thấy an lạc. Thì cái đó là tu là để tập vậy đó. Bởi vì Phật ổng là không có buồn, không có vui nữa, cho nên con mà có khổ con kêu Phật ổng cũng bình thường à. Tại vì tất cả ổng cho đó là duyên. Cái khổ nghiệm cũng là cái duyên, mà cái vui vẻ cũng là cái duyên, cho nên ổng bình đẳng duyên rồi, cái gì cũng duyên hết á. Còn mình á thì còn buồn, còn vui, còn trách, còn sân si đủ cảnh, thì mình tu mình diệt cái đó, đó để cho cái lòng mình an lạc, là mình thành tựu đó. Chứ không phải là tu để thành Phật đâu, không có thành Phật. Mà phải diệt được cái phiền não tại đây nè, cho cuộc sống mình sống thanh bình, an lạc, không có cái gì buồn, không có gì sầu. Có gì ăn cái nấy, có gì dùng cái nấy, là tâm mình đã định rồi, thì mình đâu có thấy gì xấu tốt, mà đâu có thấy gì hơn thua nữa. Có gì thì cứ thực cái đấy, có gì mặc cái đó. Mà con biết không, đó là những cái thành tựu cái lời đạt. Tại vì bây giờ có vậy mà mình ăn mình không thấy ngon, tức là mình đâu có được hưởng. Cái gì ăn cũng thấy ngon là được hưởng, mặc cái gì cũng thấy đẹp, đó là làm được tốt. Cho nên cái tu tập của mình, nếu mà con nào cũng diệt được và hành được, thì tự nhiên cái cuộc đời nó rất là bình yên. Bỏ cái tham sân si, diệt cái phiền não, là an trụ, là niết bàn tại thế. Chứ không phải mình tu thành Phật dễ đâu con. Thành Phật cần phải có một cái trách nhiệm độ chúng khắp thế giới năm châu bốn biển nè, là một vị Phật, là một vị Bồ Tát. Nhưng mà bây giờ chỉ mình tu để mình sống được cái cõi lành thôi. Cái đó là những cái lý mà cô Năm muốn chia sẻ với cộng đồng mạng, để cô Năm cũng nguyện cầu làm sao mà cho bà con mình được khỏe mạnh, để làm ăn ai cũng được đầy đủ, giàu sang, no ấm, gia đình hạnh phúc. Thì mình tập tu và mình tập diệt, thì từ từ cuộc đời của gia đình nào cũng hạnh phúc, cũng an vui chứ. Thì cô Năm trước là cũng cầu mong với ơn trên đó, Phật trời cũng chứng minh, rồi cha mẹ thầy tổ cũng chứng minh cho tất cả các đó, huynh đệ chị em con cháu xa gần trên cộng đồng mạng luôn luôn được tiến hóa con đường tu tập và việc làm ăn luôn luôn được hanh thông, gia đình luôn luôn được hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thì cô Năm ơi, con cũng mong cô Năm là sẵn đây có mấy anh em. Cô Năm thì trước tặng cho người cô ở Vĩnh Long một bài điển, rồi mấy anh em con người bài điển nữa rồi mình kết thúc ha. Trời, cho nó vui dễ buổi gặp mặt hôm nay. Giờ cái cô Vĩnh Long phải không? Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay là cái ngày 21 và tôi là Năm Thảo ở nước Cấm, cái nhận số tiền của cô Vĩnh Long. Thì ơn sâu nghĩa cả thì tôi cũng xin chia sẻ và xin gửi lại cô với lời cảm tạ và tri ân. Nam mô A Di Đà Phật. Vĩnh Long cô ẩn mặt hồ, diễn thiên cô có điểm tô cây bi, từ hôm nay diễn được nụ cười, gửi tiền cho con đào lấy
lời cảm ơn. Con là duyên gì? Duyên cầm. Duyên cầm nay đã có tên làm mà vô túc kề bên người hiền. Nhận cô là một số tiền đem về nuôi cấm mà giao duyên với cô rồi. Hôm nay mở lối đang ngồi bếp cơm từ thiện nhận rồi cô ơi. Tâm đạo đức nơi nơi cô cảm lòng từ bi cô dám gửi tiền để mà cô được giao duyên cùng người khăn khó chút tiền nấu cơm. Tình đạo đức mùi thơm hương gì cô Vĩnh Long đang bố thí giúp đời. Cảm ơn cô đã dây thời cầu trên cha mẹ chứng lời. Tôi nguyện xin cầu cho cô được hữu hình gia đình hạnh phúc, việc gì cũng xong đây tiền cô để lập công giúp đời khó khổ mà cô không mong ước gì. Ẩn danh đạo đức kiên trì lòng từ bác cái vậy thì thiện liên bữa nay cô có nhân duyên. Tôi xin cảm tạ cô hiền. Cô ơi. Dạ, sư quên tên gì để cô tặng một bài. Cô Năm, con tên là Thành Luân Thiện Nguyện. Thành Luân. Thành tâm đạo hành rằng ngời ơn trên xây chuyện tiếp lời với cô để cô ý đạo điểm tô cho Thành Luân Thiện Nguyện bước vô vận hành. Việc này như không nghĩ lợi danh nói gương đạo đức chi thành khắp nơi lấy lời đạo đức của thời người tu khắp chốn lấy lời gửi qua dù cho dạng dặm đường xa con mà cũng lụm nhặt lời ca đau lành cơ duyên. Cầu chúc con vận hành mỗi điều thành tổ phước lành con được ban để con hết cảnh gian nan ấm no phú quý giàu sang. Cái sau này đang đi con nương dâu của thầy để nương theo đạo mới đủ đầy phước duyên. Hôm nay cầu nguyện với phước điện là thầy Sơn Bồ trợ duyên cho con hành công năng việc đến được thành những điều mơ ước với tâm lành con ơi. Em tên gì? Con tên là La Phú. La Phú. La Phú.
La Thành là y đạo từ xưa, phụ duyên con ráng sớm trưa mở lòng nói theo đạo pháp dòng dòng. Thảo hòa duyên định cho lòng tâm chân, hôm nay con đến Thất Sơn ghé qua cô Thảo xã dân đôi lời. Chúc con ráng giữ con ơi, tâm thành con phải sửa thời cho an, biết trong cuộc sống gian nan ráng mà tu đằng cho an cuộc đời. Mấy lời cô Thảo tặng thời, con về ráng giữ tâm đời bất đi để con thương đạo sơn kỳ. Cổ hòa hiệp cảnh vậy thì con an. Dạ thì con phải hướng về đạo thêm chút nữa. Con đừng có dính trong đời nó đang là con đang gặp cảnh nó sẽ gạt con gặp cảnh đó nha. Con bớt đi, con bớt tiếp xúc với ngoài đời. Xin về pháp thì lên đây ngồi sư huynh. Rồi nói đi. Rồi cho về pháp. Hôm nay để nhiêu tuổi rồi? Con năm 14. Tên họ? Trịnh Văn Lớn. Trịnh hả? Trịnh Văn Lớn. Trịnh Văn Lớn. Trịnh Trân Nghĩa Đạo Hòa Kỳ, hảo duyên hiệp bông vậy thì ráng nương. Biết rằng cũng đi khắp bốn phương vẫn chưa dừng được giữ kỳ cương đạo màu, ráng mà giữ hành thêm sâu nội duyên hòa hảo vẹn câu tư kỳ. Ẩn duyên ráng giữ vậy thì hiếu tròn cảnh thảo mới hiệp thị căn duyên. Hôm nay hiệp bông cụ quyền căn lành xây chuyện phước điện trình chưa, về đi rồi đến bảy thưa trình mà thầy tổ đề không thất thưa đạo lành. Hôm nay với tâm lòng thành hướng về thật tổ duyên lành mở khai, đúng người bậc chính con trai trang mà giữ đạo mới có tài duyên thiên. Hôm nay ơn đức cụ quyền ráng mà cầu nguyện để phước điện mới thông. Dạ thì hổm gà từ nãy giờ cô Năm cũng đã chia sẻ về Phật pháp và tặng cho mỗi huynh đệ chúng con là một bài pháp. Thì con thay mặt các huynh đệ đã cảm ơn cô Năm rất là nhiều. Chúc cô Năm một ngày dồi dào sức khỏe và tràn đầy năng lượng. Nam mô A Di Đà Phật. Cô Năm cũng cầu xin ơn trên thầy tổ cha mẹ gia hộ cho các con trên bước đường làm nhân duyên của Phật pháp và chánh pháp, thì làm thành tâm để được thầy tổ gia hộ giúp cho chúng con đứa nào cũng cháu nào cũng được đầy đủ nhân duyên lành, để sau này tương lai tụi con cũng trở về với Phật pháp và gia đình ấm no đầy đủ. Nam mô A Di Đà Phật.